Xin chào các bạn. Vâng, đầu năm mới Nhâm Dần xin shop máy bơm mini 68.com kính chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Và ngày hôm nay thì là ngày mùng 5 Tết. Shop máy bơm mini 68.com sẽ giới thiệu với các bạn một loại máy bơm không chổi than 12V dùng để bơm bể cá và bơm nước nóng. Tức là ngày hôm nay shop sẽ giới thiệu các bạn hai loại máy bơm. Thì trong năm vừa rồi thì đây là những cái dòng máy bơm đã từng bán rồi và có một số thời điểm là hết hàng, một số bác gọi điện thì có nhu cầu mua, tuy nhiên là hàng hết cho nên không mua được. Thì đầu năm mới thì shop sẽ tiến hành là giới thiệu để các bác nào có nhu cầu để tiếp tục liên hệ với shop để mua cái sản phẩm này. Thì trước hết là giới thiệu với các bạn là bốn con máy bơm 12V 14,4W. Đây là những cái dòng bơm nước nóng nhé. Bơm này thì chịu được cái nhiệt độ là 100 độ C, thiết kế rất là đặc biệt, làm rất là chắc chắn, vỏ bơm rất là dày để chịu nhiệt độ cao. Dòng bơm này thì là những dòng bơm không chổi than với cái lưu lượng của nó là 8 lít trên phút và đẩy cao được 3 mét. Kích thước của nó vô cùng nhỏ gọn và động cơ này chạy rất là bền, tuổi thọ của nó đến 40.000 giờ. Thì loại bơm này thì nó có hai dây âm dương là dây đỏ và dây đen. Thì các bác chú ý là quá trình đấu thì đúng âm dương, đấu sai thì máy bơm nó sẽ cháy hoặc là không hoạt động. Tiếp theo là cái dòng bơm bể cá 12V. Dòng bơm này thì là cái loại bơm mà thời gian vừa rồi thì nhiều bác là rất là thích, bởi vì là thiết kế rất là đẹp mắt, chúng ta dùng cho các bể cá mini hoặc là làm thác nước hoặc nón bộ. Bơm này là loại bơm ngâm chìm với cái thông số của nó, đó là đây thông số của nó, đây thông số của nó là cái nắp của máy bơm này, 12V 20W, lưu lượng của nó là 1.100 lít trên giờ và đẩy cao 5 mét. Đó, bơm này thì nhìn rất là đẹp mắt, màu đỏ, màu trắng đỏ nhé. Lắp vào là được thôi. Cái này là loại bơm ngâm chìm. Thì đi theo cái bơm này thì nó có các cái đầu nối này. Đó, cái đầu nối của máy bơm này. Bơm là nước nóng này thì khi các bác bơm nước lạnh thì các bác ngâm chìm được. Nhưng mà khi nào mà bơm nước nóng là tuyệt đối không ngâm chìm và chỉ để trên cạn thôi. Đầu gen vào gen ra của máy bơm là gen 21. Đó, các sản phẩm, một số sản phẩm mới giới thiệu các bác. Và để mua các sản phẩm này thì các bác đừng quên đăng ký kênh của shop và liên hệ trực tiếp qua hotline 038 6898 366, website máy bơm mini 68.com. Xin chào các bạn.